Thưa quý vị, những ngày này nhiều nông dân trồng sắn ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bởi hiện nay người dân ở cả khu vực miền Trung từng đua nhau trồng sắn. Theo số liệu của ngành nông nghiệp, lúc cao điểm diện tích sắn tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên lên đến 181.000 ha, riêng Quảng Nam có lúc sắn lên đến 14.000 ha, còn ở Quảng Ngãi là 18.000 ha. Tuy nhiên, với giá sắn đi xuống như hiện nay, có lúc 500 đồng 1 kg thì nhiều hộ trồng sắn sau khi trừ chi phí phân bón, thuê nhân công, tiền vận chuyển là lỗ nặng. Nguyên nhân bởi nhà máy sản xuất cồn ethanol đóng cửa dẫn đến sắn quá tải, đầu ra bấp bênh.